Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong chuyên mục review tai nghe số tiếp theo của kênh Song Long Media. Số này thì mình sẽ gửi đến các bạn một sản phẩm đến từ đất nước Maria Ozawa. Audio Technica là một hãng âm thanh chuyên sản xuất tai nghe và các cái thiết bị phòng thu đến từ Nhật Bản với nhiều mẫu tai nghe được đông đảo giới chơi âm thanh quan tâm như là M50X, MSR7, AD500X hay là IM50. Và theo xu hướng của thế giới hiện nay, những chiếc tai nghe không dây được các hãng âm thanh quan tâm và nghiên cứu. Audio Technica mới đây đã ra mắt cặp tai nghe DSR7BT. Đây là phiên bản nâng cấp từ mẫu tai nghe cao cấp MSR7, rất được yêu thích từ năm 2016. Tai nghe ATH DSR7BT được đóng gói trong một chiếc hộp màu đen in hình ảnh của nó. Vỏ hộp thì in khá nhiều thông tin như là thông số kỹ thuật, giới thiệu các phím bấm của tai nghe, tất cả những công nghệ cao cấp như là Pure Digital Drive, tích hợp giải mã DAC ngay ở chế độ phát Bluetooth, hay tính năng phát nhạc Hi-Res Audio khi cắm trực tiếp qua cổng micro USB kết nối cả máy tính. Chất lượng hỗ trợ thì lên đến 24 bit 96kHz. Và không thể quên đến chip xử lý âm thanh Audio Code Qualcomm aptX HD cho chất lượng chân thực và sống động ngang ngửa với cả CD. ATH DSR7BT được lấy ý tưởng từ người tiền nhiệm là MSR7. Nó là dạng tai nghe full size với phần thân được làm đa phần từ kim loại và da. Phần khung vòng qua đầu được làm từ thép không gỉ, phay xước đậm chất mạnh mẽ. Ở đây ta có thể tìm thấy một logo NFC quen thuộc. Cặp tai nghe được trang bị công nghệ NFC để kết nối nhanh với cả nguồn phát mà không cần phải thiết lập nhiều. Về mặt thông số kỹ thuật, tai nghe gồm có màng loa Dynamic 45mm, tần số đáp ứng ở quãng 5-40.000Hz, trở kháng là 35 ohm, giải thu âm của micro là 50-4.000Hz, Bluetooth 4.2 mới nhất giúp thời lượng pin nghe đến 15 giờ, pin chờ là 1.000 giờ, trọng lượng của tai nghe là 300g. Và phụ kiện kèm theo chiếc ATH DSR7BT sẽ gồm có một túi da của Audio Technica và một sợi dây cáp sạc micro USB. Và cái phần đeo tai nghe thì được thiết kế khá là đơn giản, với mặt ngoài thì có logo của hãng, còn lại thì được sơn màu xám nòng súng. Mặt ngoài bên trái thì có 3 chiếc đèn LED màu trắng để thông báo tình trạng sử dụng và cũng như là sạc pin. Đệm tai nghe thì làm bằng da hình oval kích thước lớn để ôm trọn vành tai người nghe. Chất liệu dày dặn giúp tăng sự thoải mái cũng như là chống ồn thụ động tốt hơn. Nhưng khi đeo nó vào mùa hè trong cái thời gian lâu thì có thể gây nóng nực. Cạnh dưới tai trái thì ta có nút chơi và dừng nhạc, kiêm nhận cuộc gọi vì hãng đã tích hợp một microphone nằm ngay bên tai trái, nút điều chỉnh âm lượng kiêm chuyển bài và cổng micro USB. Cổng micro USB này ngoài việc có thể sạc thì chúng ta có thể có chức năng nghe nhạc tín hiệu số thông qua cái DAC xử lý tín hiệu 24 bit ở bên trong. Dây mà hãng trang bị cho DSR7BT dài tới 2m để chúng ta tiện dùng cả máy tính để bàn hơn. Khi nghe nhạc bằng máy tính thì tai nghe cũng tự sạc luôn, rất là tiện. Cạnh dưới tai thì có thêm một nút nguồn mà thôi. Và bây giờ thì mình sẽ nói về cái mặt công nghệ của nó. Là một hãng tập trung vào chất lượng âm thanh nên các tai nghe của Audio Technica không có nhiều công nghệ phụ trợ như cặp 1000X đến từ Sony hay là PXC550 đến từ Sennheiser. Mà điều hơi tiếc ở DSR7BT là không có chống ồn chủ động và cũng không có luôn cái trình điều khiển bằng cảm ứng như là hai cặp tai nghe nói trên. Bù lại thì tai nghe được trang bị các cái công nghệ về âm thanh dành cho những người tìm tới sản phẩm có tính kỹ thuật cao. Đầu tiên là chuẩn Bluetooth 4.2 tốc độ cao kết hợp với cả aptX HD đến từ Qualcomm để giảm độ trễ và giữ được tín hiệu từ nguồn phát không bị nén quá nhiều. Bên trong DSR7BT có một con chip giải mã DAC 24 bit, chuẩn nhạc chất lượng cao hơn cả CD với số lần lấy mẫu rất cao. Ngoài ra, là một hãng trong Hiệp hội Điện tử Nhật Bản thì Audio Technica cũng trang bị chuẩn Hi-Res cho cặp tai nghe cao cấp này với thông số mà ta có thể thấy được luôn, đó là giải đáp tuyến rộng hơn so với các cặp tai nghe thông thường. Tiếp theo là đến thời lượng pin. Theo như hãng công bố thì thời gian chơi nhạc liên tục của DSR7BT là 15 giờ. Trên sử dụng thực tế thì con số này phụ thuộc nhiều vào cái âm lượng bạn nghe to hay là nhỏ. Nhưng với cá nhân mình thì mình thấy nó khá là thoải mái, sát với cả cái thông số nhà sản xuất đưa ra. Thời lượng pin của cặp tai nghe này thì không thể so với con số là 24 giờ của Sony VK1000X hay là 30 giờ so với cả PXC550 của Sennheiser, nhưng cũng vừa đủ trong một tuần nghe nhạc. Nếu mỗi ngày sử dụng khoảng 2 tiếng, DSR7BT còn có khả năng chơi nhạc qua dây USB với máy tính nên người sử dụng có thể sạc tai nghe ngay trong lúc nghe. Và mình có thử cái khả năng xem phim của nó thì thấy thật sự là tuyệt vời. DSR7BT là một trong những cặp tai nghe không dây có độ trễ thấp nhất trong các cặp tai nghe mình đã từng thử. Có lẽ là một phần nhờ vào cái chuẩn Bluetooth 4.2 mới nhất, độ trễ của tai nghe gần như bằng không và không thua kém gì cái tai nghe có dây.
Cũng như đề cập ở trên thì phần đệm tai của DS-R7VT được làm khá là dày và lại được làm bằng da nữa, cho nên là sử dụng lâu thì hơi nóng tai, nhất là với thời tiết ở Việt Nam. Nên xem một bộ phim dài thì người dùng thỉnh thoảng sẽ phải bỏ cái tai nghe ra ngoài nghỉ vài giây rồi đeo tiếp cho nó thoáng. Trừ cái nhược điểm nhỏ này đi thì DS-R7VT là một trong những cặp tai nghe không dây tuyệt vời để xem phim. Bây giờ thì mình sẽ đi đến cái phần đánh giá chất âm của DSR7BT. Điều mà những người chơi âm thanh thích ở các cặp tai nghe đến từ ATH đó là sự ngọt ngào ở giải trung, khiến các bài hát ra ballad nhẹ nhàng trở nên truyền cảm và sống động hơn. Dòng AD truyền thống của hãng thì hay bị chê bởi cái phần trầm là bị thiếu về lượng và lực, chơi quá nhẹ nên không gây được ấn tượng nhiều. Mình thì rất ấn tượng với giải trầm của DSR7BT, được làm rất hợp lý và có phần thì ít hơn với cả Sony VKH-1000X một chút, nhưng là vẫn vừa đủ êm dịu. Trầm thì không nhiều về lượng và được chơi một cách lịch lãm. Audio Technica thì cũng làm một dòng tách biệt hẳn về cái phần bass, đó chính là cái dòng Solid Bass. Âm trầm của DSR7BT tập trung chơi theo hướng nhẹ nhàng, tạo âm nền cho phần trung thể hiện. Phần siêu trầm là phần sắp bass xuống đủ sâu. Các bản nhạc EDM như là túy âm hay những bản nhạc thiên trầm sẽ thể hiện rõ nhất. Giải mid bass cũng không có sức căng và sức nặng so với đa phần các tai nghe trùng đầu khác, nhưng vẫn đủ thân và được chơi theo đúng chất chậm rãi và tình cảm. Trống chơi xuống không ngắt ngay mà tạo dư âm, gây ra một nền âm ấm áp và trữ tình. Để tóm tắt, phần trầm của DSR7BT đã cải thiện rõ rệt so với cả các đàn anh dòng AD, nhưng cũng chỉ vừa đủ để nghe ballad, ra hay là pop nhẹ nhàng, chứ khó chơi được nhạc EDM. Bù lại thì giải mid cực kỳ ngọt ngào, là nét truyền thống của ATH mà rất nhiều người chơi nhạc thích. Và họ so sánh một cách vu vơ là so sánh cả chất âm của đĩa than. Giọng ca sĩ thì có nhiều âm hơi hơn hẳn so với âm giọng, nên tạo cảm giác bay bổng, airy chứ không chắc chắn như phần trung của VKH-1000X hay là PXC-550 của Sennheiser, cho cảm giác thoải mái hơn. Phần trung này thì được chơi rất là màu sắc, ví dụ như là giọng của Mỹ Tâm qua bài hát Đâu Chỉ Riêng Em trong MV hot nhất của Họa Mi Tóc Nâu, rất ngọt ngào và đậm đà cảm xúc. Sang đến nhạc Nhật nhé, thì nhất là bản nhạc INM ấy, thì thường là được làm ngọt và có nhiều tiếng vang, thường được thể hiện bởi các ca sĩ có giọng hát trẻ, chất âm mà rất ít hãng có thể tôn vinh được như là ATH. Ở đây là DSR7BT, phần trung cao không bị cắt gọt quá nhiều, nó lên sáng và cao, có một chút sibilant nhẹ, càng tạo nên sự nổi bật cho giải này. Giải trung của DSR7BT không thể coi là cân bằng, mà nó có sự màu mè, nhấn nhá nhưng cũng không quá để dẫn tới làm méo và mất đi cái chất tự nhiên. Với những ai yêu thích giải trung thì không thể không thử cặp tai nghe này. Giờ thì mình chuyển sang cái âm chét là âm cao của DSR7BT thì cũng không thua kém giải trung là mấy. Phần này thì cũng được đặt rất gần người nghe cùng với lượng nhiều. Các âm chuông gió có năng lượng cao nên thể hiện được tính kim loại mạnh mẽ, kèm theo đó là độ chi tiết tốt của tai nghe nên từng tiếng được làm tách bạch với nhau, không có bị dính hay là chùm lên nhau cả. Khác với phần trung cao có sibilant nhẹ thì phần cao của tai nghe hạn chế được hiện tượng này, nên DSR7BT nghe lâu cũng không bị mệt tai hoặc là chói tai. Và tổng kết lại là một cặp tai nghe dạng đóng nên DSR7BT không tạo nhiều ấn tượng bởi phần âm trường. Đây cũng là điều không đáng ngạc nhiên, âm thanh không thể lọt ra ngoài được vì thiết kế dạng cloud của dòng tai nghe này. Tuy vậy thì cách sắp xếp âm thanh ở phần không gian mà tai nghe chơi được lại hợp lý. Các giải âm của DSR7BT cũng không bị làm quá dày và nồng nên không bị chồng chéo lên nhau. Tuy âm trường không rộng như các cặp tai nghe open khác, nhưng mọi thành phần của âm tai nghe đều có đủ đất diễn. Tuy không có những công nghệ mới nhất như các sản phẩm đến từ Sony hay là Sennheiser, nhưng mà Audio Technica lại có chất âm hoàn thiện ở mức độ cao nhất. Tai nghe nổi bật với phần chất âm hài hòa, ngọt ngào và đậm đà mà PXC-550 hay là 1000X không thể sao chép được. Cặp tai nghe này thì không dành cho những người yêu thích hay là muốn sở hữu những công nghệ mới nhất, mà dành cho những người quan tâm thực sự đến chất âm, nhất là kiểu âm đậm chất Nhật Bản như là Audio Technica. Và sau đây là những ưu nhược điểm tóm tắt của nó. Về ưu điểm, thiết kế kim loại chắc chắn, có microphone đàm thoại, điều khiển âm thanh, phần cứng âm thanh mạnh mẽ với DAC 24 bit cao cấp đạt chuẩn Hi-Res Audio, thời lượng pin tốt, chất âm đậm đà, ấm áp, độ chi tiết tốt. Tuy nhiên thì nói chiếc tai nghe này không có nhược điểm thì không đúng lắm. DSR7BT chưa hỗ trợ điều khiển bằng cảm ứng và chống ồn chủ động. Và cuối cùng là phần đệm tai có thể hơi nóng khi đeo ở mùa hè.
Và hiện tại chiếc tai nghe Audio Technica DSR7BT đang có mặt tại tất cả các chi nhánh của Song Long Media. Các bạn hãy đến ngay showroom gần nhất để trải nghiệm thực tế cũng như comment những góp ý đánh giá sản phẩm phía dưới mà các bạn muốn review. Và để cập nhật các clip đánh giá review tai nghe của bên mình, rất đơn giản, các bạn chỉ cần ấn nút subscribe ở bên dưới để trở thành người đầu tiên nhận được thông báo khi có clip mới nhất. Hey, từ từ, đừng quên nhấn chuông nhé các bạn nhá. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các clip tiếp theo.